khi quý vị thăm nhiều món thì khó mà nhai cho kỹ. Mình phải chuyên nhất tâm trí, dụng công tu hành thì mới thành tựu. Giống như quý vị chỉ có một cái miệng mà ngậm đầy mồm thức ăn thì không làm sao nhai cho nát được. Miệng quá đầy, muốn ăn cơm cũng không ăn được. Học Phật cũng vậy, quý vị phải từ từ, từng bước tuần tự chậm chậm tiến lên. Đừng ham mau ham lẹ. Có câu dục tốc tất bất đạt, tất muốn mau thì chẳng tới nơi là vậy. Chân chánh nhẫn nhục là sao? Đối với những người không bằng như quý vị, địa vị của họ thấp hơn quý vị, trí huệ của họ cũng kém quý vị, học vấn cũng chẳng bằng, thứ gì họ cũng thua quý vị. Khi họ đối xử với quý vị chẳng lịch sự, nhã nhặn tử tế, mà quý vị có thể nhẫn nại được thì mới gọi là nhẫn nhục. Chỉ nhẫn nhục này không phải là nhẫn chịu đối với kẻ có địa vị cao hơn quý vị, vì đối với kẻ địa vị cao hơn, quý vị khuất phục bởi thế lực của họ, chứ không phải chân chính nhẫn nhục. Nổi nóng là ác, không nổi nóng là thiện. Người học Phật không nên hướng ngoại, đông tây nam bắc chỗ nào cũng đi đây đi đó mà lãng phí mất hết thời giờ. Vì sao người ta có bệnh? Vì lúc bình thường không chú trọng đến sức khỏe. Người tại gia nên bước việc dâm dục, tăng cường việc thể dục, vận động, đó là căn bản của sự khỏe mạnh. Nếu quý vị cứ suốt ngày hành dâm, không giữ được phép tắc quy củ, thì thân thể vĩnh viễn không thể khỏe khoắn được. Vật cực tất phản, bỉ cực thái lai. Việc phát triển tới cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Khi bế tắc đến cực điểm thì sẽ hành thông, hết xấu thì đến tốt. Phản gia đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng. Có việc phản nghịch thì đạo mới có chuyển động. Cái tác dụng của đạo nằm trong sự hạ mình mềm yếu. Nếu quý vị có thể nhìn bề trái của mọi chuyện để tìm điều hay điều tốt thì mọi sự sẽ ok, không có gì rắc rối. Everything is okay, no problem. Lúc ăn uống bất luận là đồ sống, đồ chín, đồ ngon, đồ dở, đều không nên chấp trước vào mùi vị của nó. Người tu đạo ở nơi nào cũng phải biết tiết kiệm giữ phước, không nên lãng phí tiền bạc vật chất. Kiệm phước lâu ngày chày tháng như vậy, tất sẽ tích lũy đức hạnh cho chính mình. Do hạt giống tiết kiệm đó sẽ sanh ra cây lá lậm rạp, quả trái cũng sung xê. Nếu không phân bón, tưới nước, chăm sóc thì cây lá rất dễ héo hon rồi chết mất. Do đó người tu đạo phải chú trọng đến đức hạnh là giới điều căn bản đệ nhất. Ở đời này kẻ muốn cái giả thì sẽ vứt bỏ cái thật đi. Nếu quý vị muốn tìm cái thật, tức phải buông bỏ cái giả trước. Chẳng thể vừa muốn tu pháp xuất thế mà vừa chẳng muốn buông xả pháp thế gian. Phật pháp là tôn giáo đề xứng lý vô ngã, không tán thành việc xem tướng, coi tử vi, bói toán, càng không tin vào phong thủy, bởi vì những thứ ấy đi ngược lại với Phật pháp, ngược với đạo, nên mới ngăn cấm không được phổ biến. Khi mình tin vào những thứ ấy thì sẽ tồn tại cái ngã. Từ đó tất mọi chuyện đều từ cái ngã này mà có, đều vì cái ngã này mà tính toán. Có ngã không có người là lý chẳng phù hợp với Phật pháp. Pháp tôi thiết rất giản dị cạn cợt. Là pháp gì? Là pháp ăn uống, mặc áo quần và ngủ nghỉ. Do đó người có tới cầu pháp
tôi liền dạy họ nên ăn ít một chút, mặc ít một chút, ngủ ít một chút. Bởi vì bớt mặc thì tăng phước, bớt ăn thì tăng thọ, bớt ngủ thì tăng lộc. Nếu ba ngôi sao phước lộc thọ này cùng chiếu vào, đó cũng chẳng phải là Phật pháp sao? Trong gan nếu không lửa, không nổi giận, bệnh gì cũng tránh thoát. Đây là thuốc nhiệm mộc, lại cất đi một xót, không chịu dùng. Ta bà ha. Chấp trước nghĩa là gì? Tức không tin vào nhân quả nên mới sinh lòng chấp trước sâu dày. Thứ chấp trước này đưa tới việc hủy bán, cho rằng chẳng có lý nhân quả. Do vậy người Phật tử phải nhận diện rõ lý nhân quả. Vì sao cần tin sâu nhân quả? Không tin nhân quả quý vị khó làm người Phật tử, và không đọc tụng kinh điển Đại Thừa thì sẽ không khai trí huệ. Thế nào là vọng tưởng? Tức là dục vọng tràn ngập. Tiền năng trì giới cần thực hành ở chỗ người ta không thể thấy, không phải là siêng năng trước mặt người khác, giữ giới trước mặt người ta. Phải là khi tại nơi chỉ có một mình quý vị đơn độc mà quý vị vẫn siêng năng trì giới. Hôm nay tu nghĩ rằng mai thành Phật, vừa cuốc đất giả tưởng đào sông giếng, không có việc đó đâu. Tu hành thì như mài sắt thành kim, công phu đầy đủ thì tự nhiên sẽ thành tựu. Tôi sửa chữ Phật giáo thành tâm giáo, vì ai ai cũng có tâm. Tu hành là bỏ vọng tâm, tồn giữ chân tâm. Còn vọng tâm thì còn là phàm phu. Có chân tâm thì là Phật. Khi tham thiền tới chỗ chín mùi thì chẳng những không còn vọng tưởng, mà cũng bớt nông giận cùng phiền não. Còn nhân phẩm thì cao thượng và khí độ cũng lớn thêm. Tông chỉ của Phật giáo là ai ai cũng có thể thành Phật, nhưng chúng sanh trong hiện tại là cha mẹ mình ở quá khứ, đồng thời cũng là chư Phật trong tương lai. Nếu mình sanh lòng sân hận với chúng sanh thì cũng chính là sanh lòng sân hận cha mẹ chư Phật, mà trở thành kẻ đại bất hiếu vậy. Khi mình đang ở trong thời tai nạn bệnh hoạn nhiễu loạn, mình nên chân thật thành khẩn dũng công tu hành, thì mới biến khí xấu xa thành kiết tường, hóa tai kiếp ra bình an. Khi ở trong vòng sanh tử mà muốn thoát ra thì phải bỏ ra chút sức lực, vì chẳng dễ dàng thoát sanh tử đâu. Dùng sức lực nghĩa là sao? Tức là làm bất kỳ chuyện gì mình cũng phải làm chân thật. Gặp phải nghịch cảnh càng khó khăn trắc trở, càng không được động tâm, không nổi giận nóng nảy. Như câu tài bồi tâm thượng địa, hàm dưỡng tánh trung thiên. Đó tức là chăm bón và hàm dưỡng tâm tánh như trời đất của mình. Làm như vậy thì mình sẽ bù vào chánh khí của trời đất, và mới đúng là người chân chính tu đạo, thật sự tin Phật. Nhìn thủng tức là hiểu suốt, buông xả tức là giải thoát. Có giải thoát thì quý vị mới chân chánh tự tại, không thể giải thoát thì quý vị không thể tự tại. Tự mà chẳng tại là vậy. Tu hành chẳng phải là chuyện gì khác, chỉ là dụng công phu ngay nơi thân tâm tính mạng này. Pháp này là trừ tham sân si, tu giới định tuệ. Quý vị cứ muốn đi tìm thứ huyền diệu thì chỉ đi ngược lại với đạo. Đạo này là tâm bình thường là đạo, tâm chính trực là đạo tràng. Người tu phải nhớ chẳng nên có nhân duyên quan hệ ô nhiễm với bất cứ ai, vì như vậy sẽ sanh sự trói cột ô trược, triền vượt bất tịnh, rốt cuộc sẽ khiến quý vị đọa lạc. Tôi chỉ hóa duyên lớn, không hóa duyên nhỏ.
hóa duyên tức là đi sinh. Làm thế nào hóa duyên lớn? Tức là tôi muốn sinh cái vô minh nóng giận phiền não của quý vị. Khi quý vị không có ba thứ vô minh nóng giận phiền não thì sẽ được kiết tường như ý. Nếu có ba thứ ấy thì có hung thần xấu ác. Do vậy quý vị à, hãy buông xả chuyện quý vị chẳng thể buông xả. Việc quý vị vứt bỏ được càng nên vứt bỏ gấp. Vứt bỏ vô minh nóng giận phiền não thì quý vị sẽ được tốt lành. Mục đích chủ yếu của tu hành là để liễu thoát sanh tử, không phải vì cầu cảm ứng mà tu hành. Người tham thiền cần nhận thức về vấn đề căn bản một cách rõ ràng. Đó là gì? Tức là thói quen tật xấu. Khi chúng ta đã thiền thức, tham dự khóa thiền, tức là đánh bẹp thói hư tật xấu đi. Bất kỳ việc gì nếu quý vị xem nó thật bình thường, chẳng phải thật quan trọng, thì quý vị sẽ chẳng có gì phiền toái. Khi quý vị cho chuyện này, việc nọ là quan trọng, trọng yếu, thì sẽ có rắc rối ngay. Tu đạo thì phải tu đạo đức chân chánh, không trở ngại kẻ khác, cũng chẳng lo sợ kẻ khác trở ngại mình. Việc khó khăn nhất trong lúc tu là chặt dứt phiền não. Chặt đứt không có nghĩa là cố đoạn dứt, mà là biến, đem phiền não biến thành bồ đề. Xem nhẹ tài sắc danh thực vị, coi nó chẳng có gì, quên nó đi. Đó mới thật là người tu hành chân chính. Thế giới cực lạc cũng là do tâm hiện ra. Tự tâm của ta là tịnh độ, tự tánh của ta là Đức A Di Đà. Khi không có vọng tưởng thì tâm đó chính là tịnh độ. Khi không có phiền não và phá được vô minh thì tâm ấy chính là A Di Đà. Đạo quý tại tâm chuyên nhất, cũng như dụng binh quý ở chỗ tinh luyện, không phải ở số đông. Mỗi cử chỉ hành vi của mình không được rời xa tự tâm. Khi ở trong đại chúng thì phải giữ gìn lời lẽ, đề phòng sáu tinh giặc, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đừng để sáu tinh giặc đó lôi đi. Tin Phật thì mình chớ có thành kiến phe phái, coi tôn giáo mình là hơn hết, cho rằng mình đúng, kẻ khác sai. Mình thì hay ghê lắm, đặc biệt lắm. Một khi khởi ý niệm như vậy thì mình chẳng học hỏi được gì. Mọi người con Phật cần nên có lòng rộng rãi bao dung mọi sự, đùm bọc mọi loài. Trong phạm vi của đạo Phật, mình không có kẻ thù. Khi niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mình, người giữ khóa tu, không nên từ sáng đến tối cứ khởi vọng tưởng rằng sáng ra đã không ăn gì, tối lại cũng chẳng có trà uống, quá khổ, chịu hết được rồi, phải chạy đi thôi. Nếu vậy thì thật không làm nên tích sự gì. Thiếu nhẫn nại thì tu pháp gì cũng không thành. Không có lòng nhẫn nại thì thường cảm thấy việc này không đúng, chuyện kia không phải, việc gì cũng trái ý mình. Vậy thì quý vị còn tu hành gì nữa? Đạo thì chẳng có ngã kiến, cũng chẳng có ngã chấp. Người tu hành phải tu vô ngã tướng. Nếu không có ngã tướng thì có thể nhẫn chịu được mọi chuyện. Cảnh giới tới, mình không động tâm, vì mình xem mình như là hư không. Cảnh giới tới cũng phải tu hành, nghịch cảnh tới cũng phải tu hành. Nói cách khác, thuận cảnh tới không vui mừng, nghịch cảnh lại chẳng lo âu. Bất luận cảnh nghịch hay thuận, mình phải nhận biết rõ ràng. Nếu có thể như bất động thì mình sẽ không bị cảnh giới lay chuyển. Nếu mình liễu thường minh thì mới chuyển xoay được cảnh giới. Người tu không đắp y thì cũng như đã hoàn tục, chẳng khác gì người thế tục.
cũng không phải do mặc áo tràng đeo chuỗi hạt thì chứng minh rằng mình là người xuất gia. Chớ nói mặc áo tràng là như đắp y, mà ngày ngày cứ phạm giới hoàn toàn chẳng chân thật tu hành. Huống hồ nếu quý vị không đắp y, không đắp y thì đã không có tướng tỳ kheo rồi. Ma là thứ giúp đỡ mình tu đạo. Ma giúp mình ở mặt trái ngược, xem mình thật có chí nguyện kiên cố hay chăng. Nếu quý vị thật kiên cố thì dù có ngàn con ma hại, quý vị cũng không thay đổi. Vạn con ma phá, quý vị cũng không thối sụp. Cái gì quý vị cũng không sợ, vì quý vị không có mong cầu chi. Nếu muốn dưỡng khí, quý vị không nên nói chuyện nhiều như thế. Người tu nếu không biết ít lời thì sẽ chẳng thể tu đặng. Không nuôi dưỡng cái khí lực thì chẳng có pháp. Cứ nói chuyện hoài thì sẽ tiêu mất hết pháp. Bây giờ quý vị xem, quý vị còn tu đạo gì nữa đây? Thật ra vạn sự vạn vật đều là thuyết pháp. Cái bàn nói pháp của cái bàn, cái ghế nói pháp của cái ghế, vạn sự vạn vật đều là chuyển pháp luân. Người chuyển pháp luân của người, con mèo chuyển pháp luân của con mèo. Nếu quý vị hiểu rõ thì quý vị sẽ nghe được cái pháp minh bạch. Nếu quý vị không hiểu rõ thì quý vị chỉ nghe phải cái pháp ngu si. Đừng để danh lợi mê muội đầu óc, rồi tới chết thì vẫn hai tay trắng. Người xưa nói đừng để tới già mới học đạo, mộ phần đầy dãy đám thiếu niên. Tật xấu của tín đồ Phật giáo là luôn luôn cho mình đúng, chẳng quan tâm đến ai khác. Lại không có người nào dám tự nhận là mình sai. Ngược lại, họ còn đi đến chuyên bài xích dèm pha và nói xấu lẫn nhau. Trong quá trình tu hành lúc nào cũng không được lười biếng. Tu đạo phải kiên trì hoài hoài, không thể gián đoạn. Nếu không thì tu hằng hà xa số kiếp cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, thật chẳng có lợi ích gì. Có chân chính biện tài vô ngại thì không cần nói lời giải chuốc. Bởi vì lời lẽ phát xuất từ tự tánh quang minh trong kho tàng trí huệ của Như Lai. Nếu dùng lời chọn lọc giải chuốc lại có tác dụng phản nghịch, biến tốt thành xấu. Người xưa nói thông minh là do làm âm đức. Âm đức là việc tốt mình làm trong im lặng, không cho ai biết. Âm đức dẫn vào đường thông minh. Không làm âm đức để thông minh, thông minh sẽ bị thông minh lừa. Thương thân, đừng để thân mình phạm pháp. Thương nhà, đừng để gia đình bị tan nát. Thương nước, hãy hy sinh cho đất nước. Không phải rằng ăn chay là giữ giới không sát sanh. Chớ nói rằng chính tay tôi không giết chúng sanh nào, nên tôi đâu có phạm giới sát. Giữ giới không sát sanh là cần phải trong tâm mình không khởi lòng sân hận đối với chúng sanh. Khi quý vị có lòng sợ hãi thì dù quý vị không muốn kêu ma lại, ma cũng sẽ tới. Quý vị không có tâm lo sợ thì dù ma muốn tới cũng không thể nào tới được. Đây là bí quyết quan trọng nhất, đừng có sợ hãi. Khi quý vị không sợ hãi thì tâm sẽ chánh, chánh mới có thể hàng phục mọi thứ. Bởi vì tà bất thắng chánh, vì thế ma sợ nhất bốn chữ chánh đại quang minh này. Người minh tâm thì không ngu si, kẻ kiến tánh thì không âu rầu. Tâm như gương sáng, lại cũng như nước lặng. Quý vị nên tùy duyên để tiêu nghiệp cũ, chớ tạo thêm tội mới.
kẻ tự mãn kêu ngạo cho mình đã quá tốt, quá giỏi, quá đủ, thì tuyệt đối chẳng thành tựu được gì. Tôi nay nói sáu đừng cho quý vị nghe. Một, khi ngồi đừng rung đùi. Hai, khi đứng đừng rung quần. Ba, khi đi đừng ngoái đầu. Bốn, khi nói đừng lộ răng lưỡi. Năm, khi vui đừng cười lớn. Sáu, khi giận đừng cao giọng. Cho nên phải tập suy nghĩ chín chắn rồi hãy nói, lòng vui rồi mới cười, và thấy việc ấy có nghĩa rồi mới làm. Tất cả pháp hữu vi ở cõi đời này sự thật là hết sức mỏng manh, không chắc chắn gì hết. Chẳng có chuyện gì vĩnh viễn không hoại diệt. Tất cả mọi sự mọi vật không có thứ gì kiên cố cả. Chúng ta ai mà thường thường cứ nổi nóng tức giận, nổi lửa vô minh, thì chính là đang ở trong lưới của ma. Làm sao thoát lưới ma? Có biện pháp rất đơn giản là đừng nóng giận, đừng nổi cáo. Không có lửa vô minh, không sân giận thì sẽ thoát khỏi lưới ma ngay. Thân thể của mình là giả, thế sao mình cứ chấp trước nó hoài thế? Vì sao mà cứ vì nó mà tạo tội nghiệp chẳng thể buông bỏ? Người tu đạo phải tu hạnh viễn ly. Viễn ly tài sắc danh thực hủy, viễn ly mọi thứ xấu ác, mà thân cận mọi thứ thiện lành. Ai có thể hàng phục 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, khiến chúng nghe lời không tạo phản, thì người ấy là Bồ Tát. Ai có thể quét sạch hết cái tình cảm riêng tư không còn lôi thôi nữa, thì người ấy là Bồ Tát. Các vị phải thức tỉnh, giác ngộ, đời người là vô thường. Con quỷ vô thường lúc nào cũng có thể tới tìm mình được. Đến giờ đi thì ngàn thứ chẳng đem theo đặng, chỉ có nghiệp tùy thân. Nếu bây giờ còn không chịu dụng công thì đợi đến cái đại kiếp nào mới thành tựu đây? Quý vị nên biết rằng chỉ hai chữ danh và lợi thôi cũng làm hại cho tất cả người đời. Không có lòng tham dục thì phiền não gì cũng chẳng có. Một khi có lòng tham dục thì chuyện gì cũng xảy ra. Thế giới vạn sự vạn vật vạn loài, thứ gì cũng do lòng tham dục sinh ra. Thật sự những thứ sơn yêu thủy quái tinh mỹ vân vân không phải là chuyện phù phiếm đâu. Xong nói đi thì cũng nói lại, là nếu mình giữ tâm thanh tịnh không có tà niệm thì lúc nào cũng có thiên long bảo vệ mình. Hãy kiên cố giữ tâm đừng để sơ hở. Có vậy ma chướng từ đâu lại nhập vào được? Người có trí tuệ không có phiền não, dựa vào chân mà có vọng. Khi vọng hết thì chân hiện bày, vọng chưa dứt thì chân không hiện. Người học Phật cho nên hễ nghe người ta khen là vui vẻ cao hứng lắm, còn nghe một câu không vừa ý thì phiền não vô cùng. Đó là biểu hiện chẳng có định lực. Có công phu định lực thì quý vị không bị cảnh giới của tám gió lay chuyển. Lúc nào quý vị cũng phải nhất tâm tu hành, lúc nào cũng siêng năng cầu thoát ra khỏi cõi đời trần tục này. Sanh tử nguy hiểm như vậy mà mình còn dám lười biếng sao? Lại còn ra vẻ như chẳng có chuyện gì, tựa như rằng mình có định lực ghê lắm. Đó chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Các bậc đại đức cao tăng xưa kia thường thường tới một cách vô hình, mà ra đi cũng không để dấu tích. Tới thì phiêu phiêu, đi cũng phiêu phiêu. Tới như gió thoảng, đi cũng như gió thoảng. Đạo phong của các ngài
được lưu truyền muôn thở. Tới thì vô quái vô ngại, đi cũng vô quái vô ngại, cũng giống như không tới cũng không đi. Siêng tu giới định huệ, tức là người quân tử thì hướng về phía trước mà tiến. Khi trừ diệt tham sân si thì mình không còn xa đọa nữa, mà vô cùng thông minh. Nó rình biết người kia có lòng tham muốn thứ gì, thì nó sẽ dùng phương pháp thích hợp để dụ hoặc người đó. Do đó người tu hành chúng ta không cần thiết phải niệm chú gì đặc biệt, cũng không dùng pháp môn gì. Chỉ cần quý vị chân thật, không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, cứ chăm chỉ khổ tu thì không có con ma gì phá hoại được quý vị. Nhưng mà khi quý vị có lòng tham, có tâm cầu may, muốn chiếm tiện nghi, muốn tìm đường tu tất, thì rất dễ bị ma nhập. Khi sanh tâm ô nhiễm thì đó là thế giới ta bà. Khi sanh tâm thanh tịnh thì đó là thế giới cực lạc, thế giới lưu ly và thế giới cực lạc không có gì khác biệt đâu. Xây chùa không bằng xây người, xây người không bằng xây Phật. Quý vị đương cơ lập đoán, ngay lúc chuyện xảy ra mà quyết định kịp thời phải làm gì, không nên ủy mị, chừng chờ chẳng quả quyết, rồi cứ dây dưa mãi khiến mất đi thời cơ quý báu. Cho nên lôi thôi chẳng cả, quyết mà phải mau chặt dứt phiền não, liễu thoát sanh tử. Trời đất không thể một ngày không hòa khí, lòng người không thể một ngày thiếu thần hỷ, niềm vui. Ngày ngày mình phải mời thần hỷ tới tâm để cùng làm bạn với nhau, vậy thì mình sẽ không có phiền não. Người tu nên chú trọng đến vấn đề này. Mình phải dập tắt chiến tranh trên thế giới, chứ không phải là phản đối chiến tranh. Khi quý vị có tâm phản chiến thì nơi thân quý vị đã phát sinh chiến tranh. Khi quý vị phản đối kẻ khác hay phản kháng bất cứ cuộc chiến nào, tức quý vị đã khởi dậy chiến tranh cho chính mình rồi. Quý vị không tin nhân quả báo ứng, chờ tới khi nó đổ xuống đầu quý vị thì lúc đó dù quý vị có muốn trốn cũng không trốn kịp. Ngồi kiết già là dạy cho quý vị dễ nhập định. Nếu quý vị có thể nhập định lúc đi thì ngồi hay không ngồi đều giống nhau. Cảnh giới nhập định thì không có bất cứ vọng tưởng nào, trong tâm không sanh một niệm, không nhiễm bụi trần. Nếu quý vị có thể trong lúc đi đứng nằm ngồi không sanh ý niệm nào, cũng chẳng nhiễm bụi trần gì, thì đó chính là chỗ quý vị dụng công. Không nhất thiết phải ngồi ở một nơi mới gọi là dụng công. Đừng nên bị những tướng hư giả làm điên đảo. Không thể nhầm lẫn lý nhân quả, không thể đình trệ việc tu hành. Người chân chánh tu hành thì lánh xa danh lợi, xem phú quý như những giọt sương giữa khóm hoa, xem công danh như đốm sương trên mái ngói, trong khoảnh khắc sẽ tan biến mất dấu tích. Nếu quý vị muốn trách nhiệm xem người nào đó có tu hành hay không, thì hãy xem việc làm hành động của người đó, phải chăng đều là nhằm về danh với lợi. Không khóc không cười, đó gọi là định lực. Không có định lực thì mới hay khóc hay cười. Nếu thường tinh tấn, tức là ở trong định. Nếu quý vị có thể tùy thuận theo duyên bên ngoài mà không biến đổi, không thay đổi chí hướng, như có thể thích ứng với hoàn cảnh, thì đó gọi là kim can định. Kim can định không có một thứ hình tướng gì, nó chỉ là tâm bồ đề không biến hoại mà thôi. Nếu mình thấu suốt được thất tình, vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, ham muốn, hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, mà có thể hàng phục được chúng,
không để chúng nó nổi sóng nổi gió, thì tức là đã hàng phục được tâm mình.